Hà Nội đến với vòng 5 V-League với một tâm thế đầy tự tin. Đội bóng thủ đô đặt mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An để kỷ niệm 14 năm ngày thành lập. Tuy nhiên rút cuộc, mọi chuyện đã diễn ra không như dự tính của đội chủ nhà. Hết Văn Quyết rồi đến Papeoma, Romario bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn trước khung thành của Văn Hoàng. Để rồi một lần nữa, quy luật của bóng đá lại diễn ra. Sông Lam Nghệ An không tấn công nhiều, nhưng những tình huống lên bóng của họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Nếu như Hồ Tuấn Tài không thành công trong một pha đối mặt, Đặng Văn Lắm lại là người làm được điều này bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm. Pha ra chân của cầu thủ năm nay mới 20 tuổi là quá khó cho Văn Công, khiến cho thủ môn này, ban huấn luyện và người hâm mộ Hà Nội FC chỉ biết đứng hình. Việc đội bóng thủ đô thất bại không phải là điều mới mẻ ở mùa giải năm nay, nhưng cách họ thua trong một trận đấu trên chân đối thủ đã khiến cho cổ động viên không khỏi thất vọng. Nói như trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, Hà Nội FC trận này thiếu may mắn và không thể cứ ra sân là thắng mãi được. Đó cũng là điều khiến cho người hâm mộ thông cảm cho đội bóng thủ đô. Nếu như trận thua của Hà Nội mang đến sự tiếc nuối, thất bại của Việt Tên trên sân của thành phố Hồ Chí Minh lại khiến cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khó có thể bào chữa. Đội bóng áo lính đã có một màn trình diễn nghèo nàn cả về tinh thần thi đấu lẫn ý tưởng chơi bóng. Tấn công bế tắc, còn hàng thủ mắc những sai sót đáng trách, Việt Tên đã phải nhận tới 3 bàn thua. Cũng cần phải nói rằng các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được khát khao chiến thắng cao hơn đối thủ. Với sự năng nổ của Công Phượng hay Huy Toàn, đó chính là điểm khác biệt của đội chủ nhà trong trận này. Trong số 7 đội chủ nhà ở vòng này, chỉ có 2 câu lạc bộ có được chiến thắng, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Những kết quả đầy bất ngờ đang mang đến sự hấp dẫn cho V-League trong bối cảnh sức hút của giải đấu đang ngày càng gia tăng. Và người hâm mộ nước nhà cũng đang rất háo hức, cộng với những kỳ vọng về sự phát triển của giải vô địch quốc gia.